Ngày hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách thức để mà tạo ra một cái hình rectangle thô kiểu như thế này. Đây là một cái hình do nhà toán học Mandelbrot sáng tạo ra, và ông đã tìm ra một công thức, và một công thức này đã áp dụng để vẽ ra những cái hình như thế này. Và chúng ta thấy cái hình này là một cái hình nó tương tự như một cái con búp bê Nga. Ở trong con búp bê Nga đó là một con nhỏ hơn, và trong con nhỏ hơn nó sẽ có những con nhỏ hơn như thế. Nhưng đối với cái hình này, đây là bức hình mà nó chứa vô tận, có nghĩa là nó không bao giờ có những con nhỏ hơn nữa mà nó sẽ vô tận luôn. Đó. Đây tôi chạy thử cái video này để các bạn hình dung. Dù nó đang phóng to lên, phóng to. Tại những cái điểm nhỏ hơn nó sẽ có những cái hình khác biệt nữa, và những cái hình này được vẽ theo những công thức toán học và nó rất là đẹp. Đây, cái chấm đen màu giữa này đang tiến tới. Chúng ta sẽ tưởng tượng nó giống như một cái vị thần nào đó ở Ấn Độ đang ngồi thiền. Mình có thể hình dung tới hình ảnh của Phật Thích Ca đang ngồi ngồi thiền vậy. Sau đó sẽ đi tiếp, đi sâu nữa. Chúng ta tiến tới một cái gì đó bao la và rộng lớn hơn nữa. Đây là một cái hình chúng ta có thể hình dung như thế này. Ví dụ cơ thể con người là một cái vũ trụ, và những cái tế bào thần kinh hay neuron thần kinh ở trong chúng ta là những cái dải thiên nga hoặc là cái gì đi. Toàn bộ ở trong cơ thể con người chính là những cái gì đó giống như có vũ trụ chứa tất cả những hành tinh. Chúng ta cứ suy nghĩ con người chúng ta cũng là vậy. Và nếu vũ trụ nếu giống như một con người thì nó có hình dạng như thế nào, thì nó sẽ có hình dạng giống như cái bức ảnh ngồi thiền hồi nãy mà chúng ta đã thấy, một bức ảnh của một vị thần đang ngồi thiền. Người ta nói có thể gọi đó là hình ảnh của một vũ trụ. Và nó vô tận, không bao giờ có một cái điểm dừng như hết. Rồi, tôi xin kết thúc. Sau đây, tôi xin hướng dẫn các bạn cách thức để tạo ra một cái hình dạng rectangle thôi như thế này. Đầu tiên, chúng ta vào Xcode, tạo một cái project mới và đặt tên nó ra rectangle thôi đi. Chúng ta sử dụng là framework là UI có nghĩa storyboard nè, và ngôn ngữ lập trình là Swift và Net. Ta tạo create nó lên. Đầu tiên chúng ta vào Google đã gõ thử Mandelbrot rồi là gì. Rồi, ở đây người ta nói tập Mandelbrot là một tập hợp các điểm nằm trong mặt phẳng phức và tập hợp bổ sung của nó có dạng rectangle thôi. Rồi, ok, chúng ta cứ hiểu đơn giản như đây, có nghĩa là đây là nhà toán học đã phát minh ra công thức là fz bằng fz n trừ 1 bình phương cộng cho c, trong đó cái c chính là cái số phức, mà số phức được biểu hiện ở dạng là C bằng A cộng BI. Đó. Chúng ta thấy cái ở đây nè, cái vô lý đây nè là y bình bằng trừ 1, đó là cái đặc điểm của số phức á, đơn vị ảo. Y bình bằng trừ 1 chúng ta chưa bao giờ thấy nghe, mũ bình phương bằng trừ 1, nhưng mà trong số phức nó sẽ có cái đại lượng là y bình bằng trừ 1. Rồi ok, chúng ta tìm hiểu vậy đi. Các bạn nào muốn sâu xa tìm hiểu về cái hình dạng này có thể vào YouTube mà chúng ta có thể thấy được cách người ta trình bày cái hình này để chúng ta hiểu hơn nữa. Còn ở đây tôi chỉ hướng dẫn cái cách thức để làm ra cái hình này trên ngôn ngữ lập trình Swift thôi. Rồi ok, chúng ta vào chương trình. Đầu tiên, cái hình này rất là bự, tôi phải chia tỷ lệ nó ra nhỏ hơn nữa. Để chúng ta có thể hình dung cái tệ có thuật toán mà để chia tỷ lệ. Ví dụ từ 0 đến 100
từ 0 đến 100 là một cái đoạn thẳng từ 0 đến 100. Có một đoạn thẳng từ 0 đến 10. Nếu chúng ta chia tỷ lệ với nhau ở trên là 0 từ 0 đến 100 thì là nó sẽ phân thành 100 khúc, còn ở dưới từ 0 đến 10 nó sẽ phân thành 10 khúc. Vậy muốn cho 0 đến 10 biến thành 100 khúc giống như 100 ở trên thì chúng ta sẽ áp dụng công thức tính tỷ lệ. Rồi tôi cho nó hàm tính tỷ lệ phân tỷ lệ đi. Rồi ok, chúng ta cho một cái value vào, có nghĩa là CG float. Chúng ta cho có một giá trị min 1 CG float, max 1 CG float, min 2 CG float và max 2 CG float. Rồi đầu tiên chúng ta let con 1 bằng min max 1 trừ cho min 1. Rồi let con 2 bằng max 2 trừ cho min 2. Let n bằng con 2 trên cho con 1. Rồi n ở đây chính là cái tỷ lệ con 2 cho con 1 này. Ví dụ min 1 ở đây là 0, max 1 ở 100. Đây, để cho đây. Min 1 là bằng 0, max 1 bằng 100. Thì suy ra ở đây là con 1 là bằng 100. Rồi ở đây min 2 là bằng 0, max 2 bằng 10. Thì suy ra con 2 sẽ bằng 10. Ok, lấy 10 trừ cho 0 bằng 10, ở trên là 100 trừ 0 bằng 100. Tỷ lệ ở đây lấy con 2 chia cho con 1, có nghĩa là nó sẽ ra 10 trên 100 sẽ bằng 0.1. Ok, rồi chúng ta sẽ đây là trả về kiểu là CG float, và ở đây chúng ta sẽ return giá trị ở đây chính là value mình trừ cho min 1 nhân cho cái cái n, rồi cộng cho min 2. Ví dụ ở đây tôi cho cái value và 5 là 5 đi, nhập 5 vào thì 5 trừ cho min 1, 5 trừ cho 0 là 5 nhân với n, nhân tỷ lệ ở đây là tỷ lệ ở đây sẽ là 0.1 này. 5 trừ 0 bằng 5, 5 nhân cho 0.1 là 0.5, cộng cho min 2, min 2 ở đây chính là 0. Vậy nếu chúng ta nạp 5 vào nó sẽ ra là thành 0.5. Ví dụ ở đây trên đây chúng ta let number đây sẽ bằng tỷ lệ. Ở đây mình cho sẽ 5 vào đi. 0 100 0 10. Rồi chúng ta thử print nó lên number. Khi mà nó ra đúng số 0.5 là chính xác. Đây chúng ta theo dõi. Ví dụ ạ, ở trên từ 0 đến 100 mình chia ra 100 lần thì 0 đến 10 mình cũng chia ra 100 lần. Đó. Đó, nó ra 0.5 là chính xác nha. Có nghĩa là nó chia theo tỷ lệ 0.5 này, nó chia theo tỷ lệ từ 0 đến 10 nè để nó thành 100 khúc giống như từ 0 đến 100. Rồi ok. Đó là cái hàm phân tỷ lệ. Rồi. Sau đó tôi vẽ đi thẳng vấn đề luôn, vẽ cái hình Rattle đây. Rattle. Rồi ok. Chúng ta cho một cái biến width sẽ bằng view.rem.width. Rồi. Rồi chúng ta for x in 0 đến in width. Rồi. For y in 0 đến in width. Rồi chúng ta cho một cái let sub bằng ca sub laser. Rồi let
Sáp này. Rồi, ở đây đồng sáp luôn. Chúng ta chấm path bằng UI visual path. Ở đây mình cho một cái hình chữ vuông đi. Vuông là có tọa độ x, y rộng là 1, chiều cao cũng là 1 và chấm ccpath. Rồi, sáp là mình cho nó màu đỏ đi. Vì là mình UI color bằng UI color chấm red chấm cg color. Rồi, view chấm laser chấm sub laser cái sáp vào. Rồi bây giờ tôi cho nó chạy cái hình rectangle lên, nó chạy, nó tạo ra một cái hình vuông màu đỏ là chính xác. Rồi chạy lên. Đó, nó tạo ra một hình vuông màu đỏ, các bạn thấy không? Hình vuông màu đỏ này thực chất nó gồm có khoảng là bao nhiêu? Width, nếu width ở đây là 100 đi nghe. 100 nhân cho 100 gồm có khoảng chừng 100 nhân 100 là khoảng chừng 10.000, 10.000 cái hình vuông nhỏ. Đó. 10.000 cái hình vuông nhỏ để tạo ra một cái hình vuông lớn màu đỏ như thế này. Đó. Đó là 10.000 cái tọa độ điểm ở trên cái hình như thế này. Ok. Rồi. Bây giờ áp dụng lại, tôi cho nó tỷ lệ lại và A sẽ bằng map bằng tỷ lệ của giá trị là CG float x min ở đây chính là 0 đến width. Đó trừ 2 đến 2 đi, trừ 2 đến 2 là cái tố chất để một cái hình theo kiểu Mandelbrot á, mà nếu mà nó thuộc về trừ 2 đến 2 á là nó sẽ tạo ra cái hình, ví dụ như là cái hình của cái vị thần đang ngồi á, hình màu đen đó, là nó tập thuộc về cái tập Mandelbrot trong khoảng trừ 2 đến 2. Rồi và B cũng vậy, bằng tỷ lệ CG plot y không width trừ 2 đến 2. Rồi chúng ta cho một cái biến n bằng 0 đi. Rồi let CA bằng A cho khởi tạo cái biến cái số phức ban đầu CA bằng B. Rồi cái số phức á, chẳng lẽ là C nè là bằng A cộng cho BI nè, mà BI y ở đây là 1, mình thành thử ra thành bằng A cộng B luôn. Ok. Rồi ở đây trong khi n bé hơn 100, thường thường á mà nếu mà nó thoát ra khỏi trừ 2 đến 2 thì nó sẽ chạy đến vô tận. Cái đó mình vòng lặp của mình cho khoảng 100 lần thôi. Mình dừng nó và mình cho nó biến A sẽ bằng A nhân A trừ cho B nhân cho B. Rồi let này A BB bằng B nhân cho B bằng 2 nhân A nhân cho B. Rồi A sẽ bằng AA cộng cho CA, B sẽ bằng BB cộng cho CB. Ở đây công thức này nè, bốn cái này là nó đại diện cho công thức ZN sẽ bằng Z N trừ 1. Rồi chúng ta ZN trừ 1 mũ 2 mình cộng cho C ở đây số phức, C ở đây chính là bằng CA cộng CB nè, là bằng A cộng cho B. Sau đó mà người ta cho, nếu mà người ta cho ZN này nè mũ 2 bằng 0, có nghĩa Z0 là bằng 0 rồi. Z0 bằng 0 á thì ZN sẽ bằng C bình phương. Có nghĩa bằng C bình phương nè, bằng C bình phương. Đây, C bình phương có nghĩa là A cộng cho B tất cả bình phương, mà chỗ này nè chẳng lẽ có chữ y trong đây nữa,
mà y ở đây mình là mình cho bằng một rồi, thành thử là bằng a cộng bi tất cả bình phương, c bình phương chính là bằng a cộng bi tất cả bình phương đó, a cộng bi tất cả bình phương, rồi a cộng bi tất cả bình phương nó chính mình phân tích, mình tách ra hai cái này nè, cuối cùng nó sẽ ra như thế này là bạn a nhân a có nghĩa là a bình phương á, bằng a bình phương chẳng lẽ nè, nó cộng vậy nè, nó cộng vậy hai nhân a nhân hai nè, hai nhân a nhân b nhân y đúng không, cộng hai nhân a nhân b nhân y cộng cho bi bình phương, bi bình phương rồi ok. Mà chúng ta hiểu á, trong cái số phức á, y bình phương này nè, y bình phương này nè, b bình phương mình ghi là b bình y bình đây, b bình phương y nhân cho y bình phương, rồi mà trong á số phức á, y bình phương chính là bằng trừ một, thành thử ra nó mới có cái kiểu là a nhân a trừ b nhân b, nghĩa là a bình trừ b bình, nó không là nó sẽ thành a bình cộng b bình, là do cái y bình phương này nó bằng trừ một đó, mà y á, là lại bằng một, do đó nó mới thành thử ra công thức là hai nhân a b nè. Công thức ở đây á có nghĩa là khi mình tạo ra vòng lặp như thế này thì nó sẽ gán giá trị này tiếp vào cái biến a, rồi nó khi nào nó gán tới 100 vòng lặp thì thôi. Rồi sau đó nếu mà a cộng trị tuyệt đối ABS, a cộng cho b mà lớn hơn 2 thì mình phá vỡ vòng lặp ở đây, sau đó mình biến cho n cộng bằng 1. Ở đây có nghĩa là nó nằm trong giới hạn, giữa hai trừ trừ 2 và 2, nó thuộc cái tập Mandelbrot, và nếu mà lớn hơn 2 thì nó không phải thuộc tập đó và chúng ta sẽ không có tô màu cho nó. À, ví dụ vậy đi. Còn nếu trong thuộc tập Mandel đó thì chúng ta sẽ mua tô màu đen cho nó. Rồi ok. Ở đây dưới đây chúng ta sẽ cho một cái biến độ ánh sáng bằng left right bằng map bằng tỷ lệ của giá trị là CG plot N. Min 1 ở đây chính là 0 đến 100, chính là N chạy từ 0 đến 100 ấy, thì nó sẽ tương ứng bright từ 0 đến 255. Đó. Rồi, nếu mà n bằng 100 như thế nào thì chúng ta sẽ cho đây, sáp cái biến sáp này thì sáp chấm fill color bằng UI color chấm black chấm CG color. Ok, bỏ này đi. Ngược lại thì sáp chấm fill color bằng UI color chấm white chấm CG color. Rồi ok. Rồi để tôi thử chạy lên thử nó tạo ra một cái hình của một cái vị thần ngồi thiền ở giữa đó không? Đây ví dụ nó đang chạy 95%, nghĩa là đây có nghĩa là đã thành công, tạo ra cái hình này là đã thành công rồi. Bây giờ chúng ta phải tô màu cho nó đẹp hơn. Tô màu ở đây có nghĩa là cái này màu đen thì cái này sáp phần UI color bright trên 255. Đây 1 1 1 rồi. Rồi. À chúng ta có chấm CG color thiếu cái đó. Cái hình này nó rất là nặng nên nó máy nó tải rất là chậm. Hồi nãy chúng ta thấy cái đoạn video clip ban đầu á,
Có nghĩa là những cỗ máy rất là mạnh người ta mới phóng to cái độ chân chu như vậy, nhưng mà ở trong thực hành của máy tính của mình á thì nó chở chừng, nó phóng nhỏ cái này là bây giờ tôi phóng to lên nè, thử phóng to cái hình này lên đi. Ví dụ ở đây là trừ cho một đi, một trừ một một mình bây giờ mình thử phóng to lên một xíu, hồi nãy đang nhỏ, hồi nãy là chúng ta phóng to phóng to phóng to là nó hiện ra những cái nhỏ, là từ cái nhỏ nó hiện ra những cái khác nữa, nhưng mà cái máy tính của mình thì làm chịu không nổi đó, nó đang phóng to lên từ nè, thử lên một cái thử rồi à, trong 0.55 55 0.55 cái này là 0.54 này, 0.54 nghĩa phóng đại nó trừ luôn, nó quy dao động từ trừ 0.55 đến trừ 0.54 nghĩa là rất là nhỏ rồi đó, phóng to nó cỡ đó mà. Để chúng ta coi thử nó như thế nào, thấy được cái rìa của mấy cái râu ria á đó, ta thấy là phóng phóng lên cực tới đó. Chúng ta mới hồi nãy clip ở đầu tiên á là nó phóng sâu vào luôn, có nghĩa là nó phóng cực cực đại luôn, còn mình thì mình phóng tới đây là hết cỡ rồi, tại máy rất là yếu không thể thực hiện những tình tác vụ như vậy. Ví dụ như là nếu chúng ta làm như máy tính hồi nãy á thì chúng ta phải để một cái biến nữa, chúng ta cho hai cái biến này cho hai cái biến này chúng ta gọi là gì, let min đi, let min sẽ bằng trừ 0.55 đi, let mass sẽ bằng trừ 0.54 đi, trừ 0.54 rồi ok. Ở đây mình thay cho min, ở đây mình thay cho mass, ở đây mình thay cho min, mình thay cho mass. Khi mình thay như vậy á rồi sau đó mình sẽ thực hiện một cái hàm, mỗi lần chạy á thì nó sẽ trừ đi một giá trị. Ví dụ tại trong máy này mình thử nghiệm không có được, tại vì nó rất là chậm nên không thể thực hiện hành vi mà nó phóng to như thế. Có nghĩa là gặp cái máy mạnh á mình sử dụng thuật toán như thế này, nếu mà min trừ 0.55, max trừ 0.54, sau đó mình sẽ thực hiện một hành vi cập nhật lại vị trí update nè, update nó sẽ là mình trừ 0.55, mình sẽ mình trừ đi thêm một cái nha, có nghĩa mình cộng đi, cộng thêm một cái giá trị 0.001 gì đó, cứ mỗi lần nó sẽ cộng 0.001, mỗi lần nó cộng 0.001 có nghĩa là nó sẽ phóng to lên, phóng to lên đó, và chúng ta cho nó hàm update nó chạy vô cùng thì nó sẽ cho chúng ta cái bức ảnh như như cái lần đầu chúng ta thấy đó. Và khi chúng ta chạy xong á thì chúng ta sẽ thấy những bức ảnh như thế. Để tôi chạy lại để coi thử. CPU lên đến 98%, có nghĩa là chỉ có những cái một phóng to đơn giản như thôi mà nó lên cái mức độ đó rồi, thì chứng tỏ cái phóng to nó phóng nhỏ lại hay phóng to lại là nó càng chậm đấy. Phóng vậy đã quá cực đại rồi. Ở đây bây giờ tôi cho nó trừ một chấm năm. Nếu ở đây mình đổi lại là y, mình đẩy đổi là x thì nó nằm giống như một cái hình tượng mà Đức Phật đang ngồi thiền vậy. Wow, bị sai, bị sai. Min, do chỗ này nè, mình không bỏ với cái trừ 1.5 mà
phải thành 1.5 mới chính xác. Đây, giống như hình ảnh một vị thần đang ngồi thiền. Điển hình mà chúng ta thấy đây chính là giống như một Đức Phật đang ngồi thiền. Rồi, ok. Tôi xin kết thúc cái buổi hướng dẫn về cách thức mà tạo ra một cái hình Brattle dạng thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.